Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Yogi Chân Minh An. Và ngày hôm nay Minh An muốn gửi đến cho các bạn một cái thông điệp về việc mà chúng ta nhận lỗi hay là sám hối, cũng như là xin sự tha thứ. Ai trong đời cũng đã có ít nhất một lần chúng ta phạm phải những sai lầm. Và người khác nhau ở chỗ là người nhận ra sai lầm và mong muốn thay đổi cái sai lầm đó, mong muốn được khắc phục lỗi lầm đó. Bất kể niềm tin của bạn là với Phật hay Chúa, điều đó cũng không quá quan trọng. Điều quan trọng Minh An muốn gửi đến cho các bạn thông điệp là chúng ta biết nhận lỗi, chúng ta biết xin sự tha thứ và ngừng lại những lỗi lầm mà chúng ta đã mắc phải trong quá khứ. Chúng ta cùng nhau đến sám hối. Rời xa thế gian thị phi kia. Chúng ta cùng nhau đến sám hối. Buông bỏ phiền não, oán hận, tức giận. Chúng ta thành tâm đến sám hối. Mong Phật Di Đà lau khô nước mắt ta. Chúng ta chân thành đến sám hối. Mong Phật Di Đà gột rửa cửa lòng ta. Tất cả tội lỗi làm trong quá khứ đều vì tham sân si mà mệt mỏi. Giờ đây ta đã ăn năn, không mong tái phạm nữa. Phật Di Đà dạy bảo không oán, không tư. Bất kể thân tâm có bao mệt mỏi, cầu xin Niết Bàn, nguyện không thoái lùi. Giờ đây ta đã ăn năn, niệm Phật không sợ mệt. Cắt đứt mọi phiền não, Phật Di Đà sẽ mãi luôn theo ta. Sám hối hay nhận lỗi là điều vô cùng quan trọng. Có những lúc chúng ta phạm lỗi vì cố tình, nhưng cũng có nhiều lúc chúng ta phạm lỗi vì vô tình, vì sự thiếu hiểu biết mà chúng ta cũng đã mắc những sai lầm nào đó. Chúng ta cùng nhau đến sám hối. Rời xa thế gian thị phi kia. Chúng ta cùng nhau đến sám hối. Buông bỏ phiền não, oán hận, tức giận. Chúng ta thành tâm đến sám hối. Mong Phật Di Đà lau khô nước mắt ta. Chúng ta chân thành đến sám hối. Mong Phật Di Đà gột rửa cửa lòng ta. Tất cả tội lỗi làm trong quá khứ đều vì tham sân si mà mệt mỏi. Giờ đây con đã ăn năn, không mong tái phạm nữa. Phật Di Đà dạy bảo không oán không tư. Bất kể thân tâm có bao mệt mỏi, cầu xin Niết Bàn, nguyện không thoái lùi. Giờ đây ta đã ăn năn, niệm Phật không sợ mệt. Cắt đứt mọi phiền não, Phật Di Đà sẽ mãi luôn theo ta. Tất cả tội lỗi làm trong quá khứ đều vì tham sân si mà mệt mỏi. Giờ đây ta đã ăn năn, không mong tái phạm nữa. Phật Di Đà dạy bảo không oán không tư. Bất kể thân tâm có bao mệt mỏi, cầu xin Niết Bàn, nguyện không thoái lùi. Giờ đây ta đã ăn năn, niệm Phật không sợ mệt. Cắt đứt mọi phiền não, Phật Di Đà sẽ mãi luôn theo ta.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi và cùng đồng hành với Minh An. Bây giờ thì Minh An xin chào và hẹn gặp lại ở những thông điệp tiếp theo.